tự tin báo cho mọi người một tin chấn động là Michelin Guide đã có mặt tại Việt Nam và trên Grab Food. Và mình là Bảo Bảo, hôm nay sẽ đưa mọi người đến thưởng thức một quán nằm trong top của Michelin sẽ như thế nào nhé. Let's go. Khi mà tôi nghe tin ốc đào nằm trong top của Michelin á, tôi cũng không có gì ngạc nhiên hết trơn á, tại vì tôi đã ăn ở đây quá nhiều lần rồi. Quán tôi là nằm trong hẻm nhưng mà không gian vẫn rất là rộng rãi thoáng mát nha. Ốc bên này thì giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn nhiều chỗ khác, dao động từ 70 tới 100 cành cho một dĩa. Mà đa số là tôi thấy toàn 100 cành dĩa không à. Nhưng mà tiền nào của đó mọi người ơi, ốc đây đủ cái tươi nha, ngọt thịt. Thường thì tới đây tôi hay gọi những cái món quen thuộc thôi như là còi chuối xào bơ, ốc hương rang muối, mì xào ốc giác, ốc lên xào dừa, vân vân và may may. Ở đây mọi người đã ăn qua cái con còi chuối lần nào chưa? Cái thịt của nó ăn giống như là răng mật vậy á. Cái phần sốt bơ đậm đà chấm với bánh mì đó là nhất cái nách luôn. Còn ai mà thích béo béo á thì ăn ốc len xào dừa nha. Mà thường mà đi ăn ốc á lúc nào cũng sẽ có một cái món ăn thật là chắc bụng như là mì xào ốc giác nha. Thường á thì những cái quán mà nằm trong top Michelin sẽ rất là đông, cho nên nếu như mà mọi người muốn ăn á là mọi người phải đặt bàn trước, còn không á là mình có thể order trực tiếp ở bên Grab Food. Vô trong cái bộ cẩm nang các quán ăn Michelin thì ở trong đây nó sẽ có rất là nhiều quán ăn. Grab Food là đối tác chính thức của Michelin luôn nên sẽ có rất rất là nhiều ưu đãi. Chỉ cần là mình ở nhà thôi, mình không cần phải đi đâu hết, mình vẫn có thể có đồ ăn ngon nha mọi người. Nên là nếu như ai mà lười ra đường á, order ở nhà thì cho nó lẹ. Trời, đây đông quá rồi, mẹ nhìn đi đâu quá trời.